đây xin theo hai đô và sói. Và như vậy là đội khố xanh thi đấu tiếp.
của Yên Phong và rất là hay. Rất nhiều kỹ thuật. Kỹ thuật vào đánh và kỹ thuật chạy ra ngoài cũng nhanh. Nói chung là đều hay cả. Trận đấu tiếp tục. Để cổ vũ động viên khí thế, ban tổ chức đã thống nhất là như thế này. Các gia đình mà có lòng hảo tâm động viên khí thế các cổ động viên, các ông đâu thì theo ý kiến của ban tổ chức để cho giữ cái thời gian cho các cái giải chính cho nó được đảm bảo thời gian thì là các nhà cứ thưởng nóng, các đô là cứ thưởng nóng tại sân thôi. Thì ban tổ chức là tôi cũng xin có ý kiến là như vậy. Là khi Đô Gỗ Đỏ đã bốc được một chân và dùng chân trái gẩy lốt chân Đô Gỗ Xanh lên. Như vậy là Đô Gỗ Xanh đã lùi. Như vậy ở leo 1 triệu là Đô Ước của Yên Phong đã chiến thắng. Mở Đô Lộc của Nghệ An.